Ok, xin chào mọi người nhé. Cái video này chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi của Giang nhé. Ok. Rồi chúng ta xem cái câu số 15 nhé mọi người nhé. Vâng, thế thì đối với cái câu này ấy, thì người ta yêu cầu là tìm m đúng không? Để cho cái hàm số này nó xác định trên R nhé. Ok, thế thì mọi người người ta hỏi mình là có bao nhiêu hàm số có tập xác định là bằng R đúng không? Nên bằng R đúng không? Nhá. Đây mình kiểm tra cho anh này. Cái hàm đầu tiên phụ thuộc tham số thì tạm thời ta gác lại một chút nhé. Được chưa? Mình xem cái hàm số 2 trước này. X bình cộng căn 2 con này luôn dương nhé, được chưa? Thì cái con này xác định trên R rồi nhá, con này chắc chắn luôn. Đúng không? Còn tiếp theo nhé, x bình chứ x cộng 4 thì con này cũng luôn dương, đúng không? Đấy, như vậy là con này cũng xác định trên R, đúng không? Còn tiếp theo nhé, x bình chứ x cộng 6 thì con này cũng luôn dương này, đúng chưa? Đấy, vậy con này cũng xác định trên R luôn nhé. Còn chứ x thì nó chỉ là đa thức thôi, đúng không? Đấy, rồi. Thế bây giờ cái quan trọng nhất là cái hàm đầu tiên này này. Đấy, thì mình phải xét xem là cái con đa thức này, đấy, nó có luôn dương hay không nhé. Thì nhìn một cái là ra luôn rồi, đúng không? Ở đây mình có là x bình này, chứ 2mx này, cộng m bình đúng không? Cộng với 2 thì con này thực chất nó chính là bằng x chứa cho m đúng không? Tất cả bình phương cộng thêm 2 thì con này chả luôn dương đúng không? Đấy, con này luôn dương nhé, con này luôn dương thì chứng tỏ là với cái mũ 1/2 này này đúng không? Thì nó sẽ luôn đúng thôi. Đúng không? Như vậy là con đầu tiên cũng xác định đúng không? Như vậy con này đáp án là 4 nhé. Đó, vậy thôi. Cả 4 hàm đúng không?